Hồi năm, đánh Chương Hàm Võ Tính bại binh, giết Tống Nghĩa Hạng Vũ cứu Triệu. Người cầm đầu toán quân vừa xuất hiện chính là Lưu Bang. Từ khi Lưu Bang chém rắn ở Mãn Đăng, chiếm Phong Bái làm căn cứ, hợp quân hơn 10 vạn tiến dậy bốn phương, nay nghe Hạng Lương khởi binh đánh Tần, liền cùng đi với Hạ Hầu Anh, Phàn Khoái dẫn quân ra đón, định hiệp lực để đánh Tần. Hạng Lương và Phạm Tăng tiếp đãi rất vui vẻ. Hai đội quân họp lại, qua sông Hoài thẳng đến Vu Thai. Trầm Anh hay tin kéo quân ra tiếp đón. Hạng Lương đem đại binh vào thành, thống xuất binh mã, rồi chia ra một đội, tự mình điều khiển đến đóng nơi bờ sông Tứ Thủy để làm thế ỷ giáp. Từ đấy, vua Hoài Vương đóng đô ở Vu Thai. Quần thần đông đảo, quân sĩ kiêu hùng, các hào kiệt bốn phương cứ lần lượt đến đầu phục mỗi lúc một đồng. Một hôm có người ở Hoài Âm tên là Hàng Tín chống gươm đến bờ sông Tứ Thủy ý kiến Hạng Lương. Hạng Lương thấy Hàng Tín thì gầy gò thì không muốn dùng. Phạm Tăng nói: người này tuy dáng điệu gầy gò, song chứa đựng một tiềm tàng về thao lực, ngài chớ có nên bỏ qua. Vả lại đang lúc chúng ta chiêu hiền đại sĩ, bỏ rơi một người có thể làm phật ý hàng trăm hào kiệt ở bốn phương. Hạng Lương nể lời Phạm Tăng, cho Hàng Tín làm chức chấp kích lang, lưu ở dưới trướng để sai khiến. Hàng Tín là người Hoài Âm nhà nghèo, thường câu cá ở sông Hoài, nhưng nghề câu cũng không đủ nuôi sống, nhiều bữa phải nhịn đói suốt ngày. Bên cạnh nhà có một người phiếu mẫu thợ giặt, thấy Hàng Tín đói thì thương, dẫn về nhà cho ăn. Hàng Tín cảm nghĩa mới nói: ngày sau tôi sẽ đền ơn bà. Người phiếu mẫu mới mắng: sức vóc đàn ông mà nuôi thân không nổi, ta thương tình dẫn về cho ăn, có mong gì sự đền ơn của kẻ bất tài. Tuy là không vui, nhưng Hàng Tín cũng lặng thinh. Lại một hôm, Hàng Tín đi ra chợ bán cá, có một anh hàng thịt thấy Hàng Tín quá nghèo nàn thì dùm lời khinh bỉ: này Tín, mày kiếm không đủ cơm để nuôi bữa, cái thần trai như mày thật đê tiện, thế mà ngày nào cũng đeo gương đi khắp phố phường để làm gì? Mày có dám đâm ta hay không? Nếu không dám thì quăng gươm xuống rồi luồn trôn ta đây, chớ làm ra mặt hào kiệt. Hàng Tín nghe nói đỏ mặt, sau một lúc ngẫm nghĩ, tính đành chịu khúm núm luồn qua trôn của gã hàng thịt. Cả chợ trông thấy đều cười ồ, chê Tín là một đứa nhút nhát. Duy có một người tên Hứa Phụ, vốn giỏi nghề xem tướng, nói nhỏ với Tín: anh có tướng Vương Hầu, tuy khổ cực, xong ngày sau gặp cơ hội có thể phú quý tột bậc. Hàng Tín cười nhạt rồi đáp: tẩm thần khốn nạn, tài hèn không đủ, nuôi thần có đâu mà nói đến chuyện phú quý. Kịp lúc Hạng Lương khởi binh đi đánh Tần, Hàng Tín tìm đến tiến thân, không ngờ Hạng Lương khinh bỉ, làm cho chức chấp kích lang lẫn lộn trong đám quân hầu. Tuy buồn bực nhưng Hàng Tín không lấy thế làm bất mãn. Quân sở đóng nơi Vu Thai độ vài tuần, rồi bắt đầu tiến đánh các vùng lân cận. Đánh đến đâu thì được đến đấy, quy danh lừng lẫy, tiến đồn đã đến Hàm Dương. Triệu Cao lo sợ cho gọi Chương Hàm đến rồi nói: hiện nay thiên hạ loạn lạc, giặc giả lại nổi lên như ông, Hạng Lương lại lập vua nước Sở, mưu chuộc lòng dân, lại hợp đến quân Lưu Bang đóng ở Vu Thai, mười phần lợi hại. Tướng quân thống xuất binh mã thế nào mà không chịu đem quân đi đánh dẹp là ý làm sao? Chương Hàm nói: mấy ngày nay được tin cáo cấp, tôi toan về bệ kiến xin xuất quân, nhưng thừa tướng đòi hội nghị, thành thử phải chậm trễ. Vậy để tôi ra quận dẹp loạn, không trì quản nữa. Nói xong kiểm điểm quân mã cùng với Tư Mã Hân, Động Ế và Lý Do, kéo 30 vạn binh rồng ra cửa Hàm Cốc, thẳng đến phương đông để đánh nước Ngụy, rồi sau đó mới đánh nước Sở. Quân Ngụy thấy quân Tần quá mạnh, không dám giao phong, vội sai sứ đến hai nước Tề và Sở để cầu cứu. Vua nước Tề là Điền Chiêm đích thân dẫn quân đi cứu Ngụy. Trong lúc đó thì nước Lỗ vừa hạ được Trương Dương, thu được hàng tướng là Hạng Minh và
và 3 vạn quân mã. Hoài Vương liền sai Hạng Minh đem quân sang đất Ngụy đóng đồn để giữ thanh thế. Chương Hàm thì một mặt sai Tư Mã Hân chống quân Tề, một mặt sai Đổng Ế cự với quân Sở, còn mình thì dẫn đại binh đi hậu vệ để phòng cứu ứng. Tư Mã Hân kéo quân đến, gặp đạo quân vua Tề là Điền Chiêm, liền chia quân ra làm 2 đạo, phục 2 bên đường, rồi dẫn một toán khinh binh đến để khiêu chiến. Điền Chiêm thấy quân của Tư Mã Hân quá ít, bèn đốc quân hỗn chiến. Đánh được vài 10 hiệp, Tư Mã Hân giả thua bỏ chạy. Điền Chiêm đuổi theo được vài dặm, bỗng nghe một tiếng pháo lệnh, tức thì quân phục 2 bên đường úa ra mà đánh. Điền Chiêm biết mình mắc mưu, vội thu quân về. Chẳng ngờ quân Tần dùng cung tên loạn xạ, Điền Chiêm trúng tên tử trận. Tư Mã Hân chém lấy thủ cấp. Trong lúc đó Đổng Ế kéo quân đánh quân Sở, gặp tướng Hạng Minh nơi đất Ngụy. Quân Đổng Ế từ xa kéo đến, binh tướng mỏi mệt chưa kịp nghỉ ngơi thì bị Hạng Minh đến đánh. Đổng Ế không cự nổi, phải kéo quân bỏ chạy ngoài 30 dặm mới dám hạ trại. Đóng quân chưa yên thì Hạng Minh lại kéo đến truy kích. Đổng Ế bị thua to, thu góp tàn quân chạy trở về. Trong cơn nguy cấp, mai gặp toán hậu quân của Chương Hàm đến kịp. Chương Hàm sai Lý Do dẫn một toán quân ra tiếp cứu. Hạng Minh đánh đuổi Đổng Ế suốt ngày đêm, người thì mỏi mệt nên giao chiến với Lý Do chưa đầy 3 hiệp, bị Lý Do chém rơi đầu. Chương Hàm đắc thắng, hợp 3 đạo quân làm thành 1, vây thành vua Ngụy. Ngụy Vương hay tin quân cứu bị bại trận, cùng thái tử Ngụy báo bỏ thành mà chạy, thoát ra cửa Tây. Chương Hàm đem quân vào thành phủ dụ nhân dân, rồi kéo quân đến đóng đồn ở nơi Đông A. Tàn quân của Hạng Minh chạy về cáo cấp với Hoài Vương. Hoài Vương kinh hãi, triệu các tướng lại hội kiến. Hạng Nương tâu: Hạ thần xin lãnh 1 đạo quân đến lấy đầu của Chương Hàm trước, rồi sẽ lấy đất Tần sau. Hoài Vương chuẩn tấu. Hạng Lương dẫn Hạng Vũ, Phạm Tăng và một số tướng cận thống suốt 20 vạn tinh binh kéo đến Đông A, cách thành 30 dặm để hạ trại. Rạng ngày, Hạng Lương sai Hạng Vũ ra khiêu chiến. Hạng Vũ bày binh bố trận, xong thúc ngựa đến bên thành gọi lớn: Chương Hàm, hãy ra đây mà nạp mạng. Chương Hàm nổi giận lên ngựa khai thành. Hạng Vũ nói: Vua Tần nhà bày vô đạo, trầm họ than vang, kẻ nịnh thần Triệu Cao lung lạc, chẳng bao lâu nhà Tần sẽ bị tiêu diệt. Điều ấy đó là hiển nhiên, cỡ sao chúng bay không rõ. Chương Hàm nói: Ta đem binh thiên triều dẹp loạn, đi đến đâu trục trẻ ngói tan, chúng bay chỉ là bọn giặc cỏ, có tài cán gì mà phách lối. Hạng Vũ nổi giận cùng Chương Hàm giao chiến. Đánh được 30 hiệp, Chương Hàm đuối sức bỏ chạy. Hạng Vũ dục ngựa đuổi theo, ước cả 10 dặm, bỗng gặp tên kiện tướng của nhà Tần là Quý Do, đem một toán quân đến chặn đường, giải thoát cho Chương Hàm. Hạng Vũ hét lên một tiếng, Quý Do cả người bủn rủn, lùi ngựa hơn 40 thước. Hạng Vũ dục ngựa đuổi theo, tướng Tần Tư Mã Hân và Đổng Ế trông thấy vội tiếp cứu, nhưng đánh chỉ được có 3 hiệp đã bỏ chạy. Hạng Vũ quyết đuổi theo để bắt sống. Hạng Lương sợ Hạng Vũ vào sâu nội địa của địch e sẽ nguy hiểm, liền sai Hoàng Sở và Anh Bố ra lệnh thu quân. Chương Hàm thua to, lui về hơn 50 dặm mới dám hạ trại và bàn với các tướng: Hạng Vũ sức mạnh như thần, nếu dùng sức khó mà thắng nổi, nài phải cố thủ chờ cho quân Sở trễ biến, thừa cơ ta đánh bất ngờ mới phá được. Các tướng cho là phải. Từ đó Chương Hàm cứ cố thủ không chịu ra quân. Hạng Vũ dẫn quân trở về ý kiến Hạng Lương rồi nói: Chương Hàm vừa thua 1 trận đã sợ uy quân của ta, cứ cố thủ không dám ra quân. Ngày mai quân ta sẽ chia ra làm 3 đạo, đánh úp 3 mặt mới có thể tiêu diệt được trại địch. Hạng Lương gật đầu rồi nói: Chương Hàm chỉ là một lão tướng, tuổi già sức yếu, không làm nên được việc chi. Liền mở tiệc khao thưởng cho 3 quân, hẹn ngày mai xuất quân đột chiến.
Rạng ngày, Hạng Lương sai Hạng Vũ lãnh đạo trung quân, Anh Bố lãnh đạo tả quân kéo về hướng tây, Lưu Bang lãnh đạo hữu quân kéo về hướng đông. Ba đạo quân đánh trống reo hò áp vào trại của địch. Chương Hàm thấy ba đạo quân kéo đến, liệu sức địch không nổi liền nhổ trại rút lui. Ba đạo quân sở đuổi theo truy kích, đánh quân Tần đứt ra làm ba đoạn. Chương Hàm chạy ra Định Đào, Tư Mã Hân, Đổng Ế chạy ra Bọc Dương, Quý Do chạy ra Ung Khâu. Hạng Vũ đuổi theo Quý Do, vừa đến Ung Khâu thì chém được Quý Do, quân Tần bị chết, thay phơi chật đất. Lưu Bang đuổi Tư Mã Hân chạy đến Bọc Dương. Tiêu Hà mới bàn: giặc cũng không nên đuổi gấp, e chúng ta liều chết chiến thắng, chi bằng cứ đóng quân nơi Bọc Dương, tùy cơ mà tác chiến. Lưu Bang nghe lời, đóng quân lại không đuổi theo nữa. Còn Anh Bố đuổi Chương Hàm đến Định Đào, Chương Hàm đóng cửa thành thủ thế. Anh Bố hạ trại xong, cởi ngựa đến dưới thành khiêu chiến suốt mấy ngày, mà Chương Hàm nhất định không xuất quân. Anh Bố chưa biết tính sao, còn đang bối rối thì bỗng có tin Hạng Lương kéo binh đến tiếp ứng. Anh Bố mừng rỡ ra khỏi trại tiếp đón. Hạng Lương nói: Chương Hàm thế cùng sức yếu, chạy đến thành này để lánh nạn, ta phải tiêu diệt ngay. Nếu để lâu ngày cứu binh đến thì ta khó lòng trừ đặng. Anh Bố nói: Chương Hàm tuy là thất trận, song binh lực hãy còn mạnh, đánh gấp thì khó thắng. Ý của tôi là muốn đóng quân tại nơi đây, chờ cơ hội thuận tiện rồi mình lấy thành. Hạng Lương gắt: sao ngươi làm tướng mà nhát gan như vậy? Thế quân ta đang mạnh, không diệt địch thì còn đợi đến cơ hội nào? Nói xong chia quân làm bốn đạo, đánh trống reo hò, dùm thang bắt lên mặt thành để công hãm. Chương Hàm ở trên thành trông thấy khiến quân dùm tên lửa bắn ra, bao nhiêu thang đều bị cháy hết. Quân sợ chết rất nhiều, đành phải rút lui về trại. Hạng Lương tức giận, truyền đóng mấy trăm cung xa, quyết phá thành cho được. Xung xa đóng xong, vừa đem ra xung kích, thì trên thành Chương Hàm lại truyền lấy dây xúc xích buộc vào những dùi sắt ném xuống, bao nhiêu xe đều gãy hết. Hạng Lương thất bại, vừa giận vừa buồn, ngày đêm cứ thẫn thờ tính chưa ra được kế. Bấy giờ có viên chấp Kích Lan là Hàng Tín thấy vậy vào thưa: việc quân tấn thối không nên duyên trì, nay quân ta phá thành không được mà cứ đóng mãi dưới thành, đêm ngày trễ biến, phòng như quân địch dò biết được, nửa đêm kéo ra cướp trại thì nguy. Đánh thành là việc nhỏ, phòng bị mới là việc lớn, xin tướng quân hãy thận trọng. Hạng Lương hét lớn: ta từ lúc khởi binh nơi Cối Kê quy danh lừng lẫy, Chương Hàm là cái đứa thất phu, nghe đến tên ta nói đều vỡ mật, còn dám mở cửa thành đem binh ra cướp trại ư? Người là một tên quân hầu, biết gì mà nói nhảm. Tống Nghĩa thấy vậy cũng can: Hàng Tín tuy là tên quân hầu, nhưng lời nói đầy thao lược, xin tướng quân chớ có khi dễ. Kẻ thắng mà tự kêu là bắt đầu nếm mùi thất bại đó. Hạng Lương nghe Tống Nghĩa nói thì càng giận thêm. Đêm ấy Chương Hàm dò biết quân sở không phá thành được, sanh ra chán nản trễ biến, liền truyền lệnh ba quân ăn uống cho thật no, nay định chỉnh tề, cứ im hơi lặng tiếng mở cửa thành kéo đến trại sở. Quân sở bấy giờ đang ngủ say, bỗng nghe một tiếng pháo lệnh, bốn bề reo ó nổi lên, vang trời dậy đất. Hạng Lương say rượu nằm mê mệt không biết gì, bọn tả hữu phải vực ra ngoài viên môn, nhưng còn choáng váng chưa kịp lên ngựa đã bị tướng Tần là Tôn Thắng xông đến chém cho một nhát rụng đầu. Người sau có thơ nói đến Hạng Lương: vì nước vì dân quyết rửa thù, phất cờ khởi nghĩa tiến thiên thu, xa cơ một phút dành chung kiếp, làm kẻ trung thần thiếu trí mưu. Hạng Lương bị giết, quân sở rối loạn, giày xéo lên nhau mà bỏ chạy. Tống Nghĩa, Anh Bố hết sức chống giữ nhưng không nổi, bất đắc dĩ phải bỏ trại chạy thoát thân. Chương Hàm toàn thắng, kéo quân thẳng đến Trần Lưu đóng đồn, thanh thế lừng lẫy. Lưu Bàng hay tình Hạng Lương thất trận, vội kéo quân đến cứu ứng nhưng không kịp, đành phải cùng Tống Nghĩa thu nhặt tàn quân kéo đến Ung Khâu, rồi báo tin cho Hạng Vũ biết.
Hạng Vũ được tin Hạng Lương bỏ mình, hét lên một tiếng thì ngã xỉu xuống đất. Bọn Tả Hữu vội vàng đỡ dậy. Hồi lâu Hạng Vũ mới tỉnh, vừa khóc vừa nói: "Chú ơi, cháu từ lúc tuổi thơ cha mẹ đều mất sớm, được chú nuôi dưỡng cho nên người nay sự nghiệp chưa thành, ơn chú chưa đền mà chú đã bị hại. Thù này cháu quyết chẳng đổi chung trời." Các tướng đều xúm lại khuyên giải, Hạng Vũ mới nguôi dần. Phạm Tăng mới nói: "Làm tướng cầm quân ra trận, chết sống là lẽ thường. Nay Vu Tín Quân dẫu qua đời, nhưng sự nghiệp càng ngày càng vững chắc. Tướng quân cần nói chí lớn ấy, lò việc phục hưng, đem lại vinh quang cho dòng giống. Được vậy người chết dưới suối vàng cũng hài lòng, và nhiệm vụ báo thù của tướng quân mới tròn được." Hạng Vũ lau nước mắt đứng dậy tạ ơn và nói: "Tôi xin tuân lời chỉ dạy của tiên sinh." Nói xong khởi quân thẳng đến Định Đào, hội với Tống Nghĩa và Lưu Bang, hạ lệnh cho ba quân để khăn trắng thu hài cốt của Vũ Tín Quân tẩn liệm an táng nơi Định Đào, rồi kéo quân đến trận Trấn Lưu để đánh Chương Hàm mà báo thù. Nhưng quân Sở chưa đến nơi đã được tin Chương Hàm dẫn quân sang sông để đánh Triệu. Vua Triệu là Hấp cùng với hai tướng Trần Dư, Chương Nhĩ đem quân ra thành cự địch, nhưng đánh không lại phải lui về Cự Lộc, đóng cửa thành cố thủ và cho người sang cầu cứu nước Sở. Tống Nghĩa bàn với Hạng Vũ: "Chương Hàm thắng luôn mấy trận, thanh thế lừng lẫy, quân sĩ thì đang hăng, còn ta thì Vũ Tín Quân mới mất, vua Hoài Vương cô lập nơi Vu Thai, nếu tiến binh thì e bất tiện, chi bằng ta trở về Thiên Đô qua Bành Thành để giữ thế thủ, rồi sẽ liệu sao." Hạng Vũ đem ý ấy bàn với các tướng, mọi người đều đồng ý. Hạng Vũ ra lệnh thu quân trở về Vu Thai. Vua Hoài Vương được tin Vũ Tín Quân tử trận, lòng thương xót vô cùng, cả ngày chỉ ngồi than thở. Hạng Vũ mới tâu: "Quân ta vừa bị bại, thế quân bị giảm yếu, nay phải củng cố thế thủ trước, rồi sẽ tính đến thế công. Xin bệ hạ dời đô qua Bành Thành để làm thế ỷ giác, chớ nên chậm trễ." Hạng Vũ nói vừa dứt lời thì có tin nước Triệu sai sứ đến cầu cứu. Hoài Vương cho vào ý kiến. Sứ Triệu tâu: "Quân tầm 30 vạn vây thành Cự Lộc ngót 1 tháng trời, trong thành lương đã hết, quân sĩ thì mỏi mòn, chẳng bao lâu chắc thành bị vỡ. Xin đại vương thương tình mà cứu cấp." Hoài Vương liền phong Tống Nghĩa làm đại tướng, Hạng Vũ làm phó tướng, Phạm Tăng làm quân sư, thống lãnh 20 vạn quân đi cứu nước Triệu. Quân Sở đến đóng nơi an nương, cho người vào thám thính. Qua 2 ngày, Tống Nghĩa vẫn cho án binh bất động, không chịu ra quân, lại sai con là Tống Tương sang làm tướng nước Tề. Hạng Vũ lấy làm lạ mới nói: "Thành Cự Lộc sắp mất, quân ta có nhiệm vụ đến cứu, cớ sao tướng quân cứ án binh bất động?" Tống Nghĩa mới nói: "Quân Chương Hàm vây thành Cự Lộc đã lâu, thế nào cũng phải trễ biến, ta cứ đóng quân ở đây mà chờ, coi cái cơ suy nhược của nó. Lúc nào quân địch đã mỏi mệt thì ta chỉ đánh 1 trận là xong." Hạng Vũ hậm hực bước ra, đợi hơn 1 tuần mà cũng không thấy Tống Nghĩa động binh hoặc có kế hoạch gì khác, ngày đêm cứ uống rượu say sưa. Hạng Vũ vào nói với Tống Nghĩa: "Quân tầm vây Triệu 10 phần nguy cấp, tướng quân cứ đóng quân ở nơi đây, ngày đêm cứ say sưa, làm sao mà thực hiện được trọng trách của mình?" Tống Nghĩa cười nhạt nói: "Ví vọng mặc áo dày, cầm giáo nhọn, xông pha trận địa thì tôi cũng không bằng ông, nhưng ngồi mà lập mưu bày trước thì chắc ông còn kém tôi xa." Nói xong, Tống Nghĩa hạ lệnh cho ba quân: "Đầu đó cứ im liềm, chớ nên hành động gì cả, nếu ai trái lệnh thì ta chém đầu." Rồi đó Tống Nghĩa cứ rượu chè say sưa như cũ. Bấy giờ vào tiết mùa đông, trời mưa dầm rét mướt, quân sĩ đói khát chết chóc rất nhiều. Một hôm, Hạng Vũ lén vào trong quân để dò xem tình hình, thì thấy quân sĩ ai cũng đem lòng oán vọng. Hạng Vũ lập tức thẳng đến dinh Tống Nghĩa, nghiêm sắc mặt rồi nói: "Tướng sĩ, đều đem thân liều chết để đánh Tần, bao
bao nhiêu sinh mạng gửi vào trong tay của tướng quân. Thế mà tướng quân cứ ngồi yên mà hưởng lạc, không kể đến ai. Trên thì phụ lòng vua, dưới gây quán thù với các tướng sĩ. Người như vậy không đáng làm tôi cho xã tắc. Tống Nghĩa nổi giận, chỉ vào mặt Hạng Vũ nói: ta giữ quyền tướng ấn, nhà ngươi phải phục tùng, lại dám dùng những lời mà nhục mạ ta hay sao? Hạng Vũ hét lên một tiếng, rút gươm chém Tống Nghĩa một nhát bay đầu rồi nói: Tống Nghĩa, đưa con sang làm tướng nước Tề, lại không tuân mệnh của vua để cứu Triệu, rõ là một đứa phản nghịch. Chư tướng thấy Hạng Vũ đã giết Tống Nghĩa thì đều mừng rỡ, đồng thanh nói: người khởi xướng lập nước Sở là tướng quân, nay tướng quân đã giết bỏ kẻ phản nghịch, thật hợp với lòng công chúng. Tướng sĩ đều một lòng tôn Hạng Vũ lên làm thương tướng. Hạng Vũ nói: điều ấy phải được mệnh của vua, bây giờ điều cần nhất là trừ cho tụi cái loài phản phúc. Bèn sai tướng đuổi theo bắt Tống Tương đem về giết. Tống Tương sang nước Tề còn đang tìm cách tiến thân ở nơi quán trọ, tướng Sở đã tìm được chém đầu mang về mà nạp. Hạng Vũ làm sớ kể tội cha con Tống Nghĩa dâng về triều. Hoài Vương sai Chung Ly Muội cầm cờ tiết đến phong Hạng Vũ làm thượng tướng. Từ đó uy phong của Hạng Vũ đồn khắp các chư hầu. Mọi việc đã xong, Hạng Vũ sai anh bố làm tiên phong kéo quân sang sông, con mình điểm quân đi hậu tập. Chương Hàm nghe tin liền sai Tư Mã Hân và Đổng Ế kéo quân đóng nơi phía nam để ngăn địch. Anh bố đến nơi, hai tướng xông ra mà chặn đánh. Đánh vừa mới được 30 hiệp, đạo hậu quân của nước Sở kéo đến. Hai tướng Tần thấy Hạng Vũ thì thất kinh bỏ chạy. Hạng Vũ đốc binh đuổi theo cướp trại, đoạt được lương thực rất là nhiều. Tư Mã Hân và Đổng Ế thoát chết, chạy về miền Hà Bắc để lánh nạn, đợi chờ tình thế êm dịu rồi mới dám lần về báo tin cho Chương Hàm hay.